Rồi, giao lưu với mọi người một cái cây mai cúc rin, cây cúc lâm nha. Nó đang có mạch hoa này. Đó, mạch hoa này nha. Ở đỉnh ngắt ra cho mọi người xem này. Đấy. Hoa này nó đơm nem lớp nha mọi người. Cúc đây cúc đẹp mà, trắng đẹp này. Rồi, ok. Giống đẹp này. Đơm như cánh sen luôn. Rồi. Đây là cái cốt nó này mọi người. Cốt nó rơi vào tầm 10 ạ. Cốt nó nhỏ thôi. Cây cao tầm hơn 1 mét nha. Tàn ngang là 80. Cốt thân 10 nha. Rồi ai có thích cây này liên hệ trình sở hữu luôn nha. Giá sẽ rất là ok luôn. Cây cúc trinh nha. Không có xô đới xô rỡ mà mọi người không. Mới có lấy cái lớp rơm ở bên mặt trên này mọi người không. Đó, đỡ rỡ nó trái đều tứ diện này. Cái này rất là tiềm năng nha. Đỡ nở này. Rồi, đảm bảo giá dưới 1 triệu nha mọi người. Trường hợp sở hữu á, cây liền thân liền cốt, một cốt đi lên này. Cây thẳng tắp luôn. Chưa đi game nọc nha, đi game nọc nếu mọi người có thích thì giao lưu được rồi thành đi game nọc mình cho. Dựng cho nó cứng cáp cây. Đi lại cái tán tay cho nó nhiều. Nhìn nó ấm tàng hơn ha. Nhìn nhà nó kín hơn nè ha. Mạch hoa nó nè. Mạch hoa nó nè đỉnh ngắt á. Không, đơm nem lớp luôn đó. Cánh dùng bông rất là đẹp. Bông phải rất là dễ thương đó. Với dễ thương luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo ha. Thank you.